Hello, xin chào tất cả các anh em. Hôm nay em cho anh em 4 con bổ nha anh em. Con này là con đồng pha thổ nha anh em. Con này có tướng khá là đẹp anh em, quy hổ luôn anh em. Con này em để cho anh em là 700, anh em nào cần liên hệ cho em nha. Con này em chưa lên lồng nữa, khá là đẹp chim luôn. Rồi con này là con thứ hai nha anh em. Mấy con này là mấy con bổ cho nên nó cũng khá là nhát. Con này mới vừa lên lồng nè. Bộ đợt này khá đẹp nha anh em. Con này là con giọng thổ pha nha anh em. Chim tướng đẹp lắm, bộ cườm rất là đẹp luôn. Anh em xem kìa, bộ quy cũng khá là đẹp luôn. Mấy con này mà nó mướt lông là đã đẹp lắm. Chân khô ráo nha anh em. Con này 800 nha anh em, nhưng mà còn liên hệ cho em nha. Hơi nhát chim thôi chứ về nuôi một thời gian là nó ok mà. Tướng cũng to. Ủa đợt này em đều tướng to to không? Anh em xem mặt mũi kìa. Con này là con số 3 nha anh em. Con này có bộ cùm rất là đẹp luôn anh em ạ. Anh em xem nè. Chim này bổ này em lên mới lên lồng hết. Mới lên miệng nè. Con này to con lắm nha anh em. Con này là cái giọng thổ pha nha anh em, thổ pha luôn. Em xem mặt mũi kìa, bộ cườm nữa kìa, chân khô quy rất là đẹp nha anh em. Anh em xem mặt nữa kìa, con này mà nó đổ lông là rất là đẹp chim luôn, cườm xa. Con này 1 triệu nha anh em, con này 1 triệu. Con này chim này có kèm anh em, kèm cũng khá lắm anh em. Anh em xem tướng tá nữa kìa. 1 triệu, anh em nào cần liên hệ cho em nha. Mua hết thì em để cho giá tốt hơn. Rồi con này con số 4 nha anh em. Con này nó nổi rồi anh em mà, nhưng mà đợt rồi nó đổ lông sơ quá. Con này có bộ giò cực kỳ to luôn nha anh em. Chim này em khoái nhất là bộ giò, bộ chân nó to lắm. Con này cườm nó cũng khá là cao nha anh em, quy cũng đẹp. Con này nổi rồi. Con này đồng pha thổ, đồng nhiều. Em là cần liên hệ em nha.